con xem này, nửa cái trứng ấy. Đó, bỏ chứ làm ăn được gì. Bóp ra nước nha, nhẹp 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 này. Đó. Được không? Wow. Trứng ốc bu nha bà con. À. Gớm không? Này thì bỏ thôi đi. Này thì nếu mà ấp ra nở thành công á là nửa ký này ấp ra tại gì cũng phải được. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về cái các nguyên nhân mà chúng ta ấp trứng nó không nở. Thì đây là một cái bể trứng của khách hàng bên em. Thì hôm nay em đi tư vấn. Thì cũng khá là tiếc khi xem một số trứng thì nó không nở, nó cũng khá là nhiều, cũng có nửa ký ạ. Thì đây như bà con xem, cái thao này là nửa ký nha bà con, nửa ký trứng đây, ấp một tháng rồi không nở này, xong rồi còn gì đâu, này bỏ thôi chứ làm gì. Đó, trứng này bỏ thôi chứ đâu có còn gì nữa, không nở. Còn bên đây thì trứng nó khô nhẹ như nhẫn, à nhẹ như đó, xốp hết rồi. Đây đâu có làm ăn gì được. Còn cái này thì nó vẫn còn ướt. Vẫn còn ướt nhưng mà nó hư rồi, không nở. Dạng như nó giữa, giống như hộp dịch chúng ta nó bị giữa vậy đó. Đây. Trứng này đâu làm ăn gì nữa đâu. Nó vẫn còn ướt. Thì nguyên nhân mà để ấp trứng này không nở á, thứ nhất là bên khách bên em là khi mà lấy trứng vô thì khi mới đóng sình, trứng đẻ mới đóng sình là tiến hành lắc rửa, khi chúng ta lắc á nó bị sốc thì trứng nó không nở. Rồi đấy, cái thứ hai là khi đem trứng vô thì để lên cái thao này này, trong cái thao này trứng lại bị khô, những cái trứng này nó nhẹ như nhẹ hẳn luôn đấy, quá trời nhẹ luôn. Thì khi mà chúng ta ấp trứng á, em cũng đã hướng dẫn khá là nhiều. Ấp trứng thì chúng ta quan trọng ở cái nhiệt độ, ở cái độ ẩm của trứng. Chúng ta tránh cho cái ánh nắng trực tiếp nó gọi vào trứng. Khi mà nó gọi vào trứng thì sẽ làm trứng khô. À, trứng khô đi. Còn mà chúng ta không giữ ẩm thì trứng nó cũng khô. Còn khi mà chúng ta sốc trứng quá thì nó cũng không nở. Này ấp một tháng trời đây, trứng nó vẫn mềm, nó vẫn còn cái chế nè, còn chấm nhờn nè, nhưng mà nó không nở được, do là bị sốc. Thì khi mà như khách bên nhà chia sẻ thì khi mà lụm trứng lên nó bị dính sình nhiều quá nên tiến hành lắc rửa nó, thì vô tình làm cái nó bị sốc đi, giống như trứng gà chúng ta mà nó sốc thì nó bị giữa, nó không có nở được đó. Rồi coi như là nửa ký này là xong, bỏ thôi chứ đâu làm được gì. Ok, cho qua bên đi. Thì đây là em có
5 quả trứng. Nói chung là 5 quả trứng này thì nó sẽ ở cái các giai đoạn khác nhau. Thì như bà con biết là con ốc mà nó sau khi nó đẻ trứng á, thì cái quả trứng này là nó chúng ta ấp sẽ trong vòng 15 ngày. Vòng 15 ngày thì trứng nó sẽ bắt đầu nở. Thì như bà con đây là quả trứng, đây là một quả trứng mới đẻ sáng nay. Còn những cái chất nhờn luôn nè. Đó, thấy không? Cái chất nhờn nó mới đẻ xong đó. Thì cái ở cái quả trứng này á là đây những cái trứng này. Những cái trứng này là nó được đẻ sau cùng. Nó sẽ có cái màu rất là trắng nè. Trắng tươi luôn. Là những trứng này là không có trống. Không có trống nha bà con. Nè. Khá là mềm đó. Thì cái trứng này là không có trống thì chúng ta ấp nó sẽ không nở. Bảo đảm với bà con là nó không nở. Thì còn những cái trứng ở đây nó có màu hồng tí nè. Thì nó sẽ chúng ta ấp nó sẽ nở. Một quả trứng như thế này á là chúng ta ấp nó sẽ nở tầm ít nhất là 50 con. Đây, nhất là 50 con. Đây. Nó trắng mịp đây là để sau cùng là nó không có trống nha bà con. Vậy là nó không được thụ tinh đó. Thì chúng ta mà khi làm trứng á là bà con nhớ là tránh làm bể vỏ trứng nè. Bể cái vỏ thì nó cũng không nở. Tránh làm sóc nó, khi mà chúng ta sóc nó thì nó sẽ bị giữa đó, giống như hộp dịch chúng ta sóc nó quá thì chúng ta sẽ không ấp nó không nở đâu, nó bị giữa nó không nở. Rồi. Còn đây là cái quả trứng thứ hai. Quả trứng này là được đẻ cách đây 3 ngày rồi. 3 ngày. Thì nó cũng không có gì mà khác lạ so với cái quả trứng mới đẻ cả. Nói chung là nó hơi khô một tí thôi. Thì cái này hàng ngày chúng ta sẽ giữ ẩm cho nó. Chúng ta giữ ẩm bằng cách như là xịt nước đó. Mà lát nữa em sẽ giới thiệu cho bà con các cái dụng cụ mà để ấp trứng. Thì cái này là em mua để cho hướng dẫn cho khách hàng bên em. Còn đây, cái quả trứng này. Quả trứng này là nó đã trải qua được 10 ngày ấp. 10 ngày ấp nha bà con. Còn đây là cái quả trứng nó trải qua được 10 ngày ấp thì như bà con thấy là nó sẽ bắt đầu cái quả trứng nó sẽ bắt đầu chuyển sang đen. Chuyển sang màu đen nha bà con, là nó bắt đầu nứt đi, nó bắt đầu nứt ra. Đấy. Như bà con thấy nè, nứt này là nứt ra nè. Nó bắt đầu nứt ra. Thì một cái quả trứng này là 10 ngày thì trong vòng từ ngày thứ 10 đến ngày 15 nó sẽ bắt đầu nở. Đấy. Thì trong quá trình ấp thì chúng ta chỉ cần ổn định cái nhiệt độ và cái độ ẩm là rất là quan trọng. Chúng ta không cho ánh nắng trực tiếp đến chiếu vào. Thì còn đây là cái quả trứng nó đã bắt đầu nở. Quả trứng này là bắt đầu nở nha bà con. Đây, bà con thấy là ở trong nó có một con ốc nè, nó sẽ mềm. Đây, nó rất là mềm, nó mềm như là thịt cao à, mềm như cao câu vậy đó, nó mềm như là cao câu, đấy, nó mềm và bên trong chúng ta sẽ thấy được là con ốc nó đang tối bằng đêm chúng ta sẽ gọi vậy. Thấy con ốc nó đang cọ quậy bên trong á, đấy, thì những quả trứng như thế này trong vòng 1 đến 2 ngày nó sẽ nở hết, thì còn một số trứng là như mà con thấy là nó màu nó trắng nè, trắng đục nè, là nó không có trống thì nó không nở thôi, đây. Như đây chúng ta có hai cái quả này là nó không nở, nó không có trống, nó không có cái con nữa là không nở, còn tất cả còn lại nó sẽ bắt đầu nở. Nó sẽ nở thì nó tự rớt xuống thôi, nói chung là nó nở là nó rớt xuống, chúng ta cũng nó nở nó rớt xuống thì nó tự tìm thức ăn thôi. 3 ngày sau nó sẽ tìm thức ăn, trong vòng 3 ngày sau khi nở thì không cần thức ăn cũng được. Còn đây là quả trứng hư rồi, không nở. Nhưng mà con thấy nè, nó đục mà nó là cứng, nó cứng, quả trứng rất là nặng nha, nó nặng lắm, nó nặng hơn cái quả trứng mà mới đẻ nữa, nó nặng hơn quả trứng mới đẻ.
Thì những quả trứng này là chắc chắn 100% là không nở rồi. Tại vì ấp qua 15 ngày là nó không nở, là nó như thế này. Nó cứng và nó nặng. Nó đặc trong á, giống như hộp dịch giữa vậy đó. Đấy. Không thấy không? Nó ở trong nó vẫn có chất nhờn nè. Chúng ta bóp vô những chất nhờn nè, nè. Nó giữa nó không có trống á. Đấy. Đấy, nhìn gớm. Rồi. Thì đây là 4 quả trứng, 5 quả trứng mới nở nè. Quả này mới nở nè, mới đẻ nè. Quả này đẻ được 3 ngày nè. Quả này ấp được 10 ngày rồi nè. Đấy, nó bắt đầu chuyển sang màu đen nè. 10 ngày bắt đầu chuyển đen. Còn quả này là đã ấp được 13 đến 14 ngày thì nó đã bắt đầu chuyển nở. Còn quả này là ấp được 1 tháng nè. 1 tháng là bỏ rồi chứ không có làm gì được hết á. Rồi. Thì tóm lại là một cái quả trứng mà khi mà được đẻ ra chúng ta ấp trong vòng đúng 15 ngày. Đúng 15 ngày nó sẽ nở hết. Còn nếu mà bà con nào mà ấp qua 15 ngày thì nó đã bị hư, không có nở được. Đây, quả trứng này ấp qua 15 ngày nè. Dễ nhận biết lắm, nhìn nó nặng, nó đục ngầu à. Đục ngầu à. Rồi nếu mà ấp, bà con nào mà đã ấp trứng mà qua 15 ngày thì bỏ đi, không có nó không có mềm, mà nó không có, nó đụng vô nó không mềm nè. Đây, khi ấp nở nó mềm như thế này, mềm như thịt cao, còn cứ ngắt là thôi mà bỏ chứ không làm ăn chứ. Rồi qua 15 ngày là bỏ. Thì nguyên nhân thứ nhất là không có được giữ ẩm nè. Thứ hai là do nhiệt độ chúng ta ấp nè. Chúng ta để ngoài nắng thì nó bị khô. Còn nếu mà nhiệt độ không có giữ ẩm thì nó hơi hư. Còn nếu mà quả trứng mà nó bị sấp quá thì nó bị giữa, nó không nở luôn, nó cứng này. Thì thầy nhìn thế thì thôi bỏ đi. Đấy. Đây. Cái quả trứng bỏ đây. Con thấy nè. Nửa ký trứng, đây là nửa ký, nãy em căng rồi, nửa ký trứng. Chung là cũng có giữ ẩm đó, nhưng mà bị sốc. Sốc quá, rồi một số trứng thì để khô. Này thôi xong. Cái này mà nửa ký trứng này mà này. Con xem này, nửa ký trứng á. Đó, bỏ chứ làm ăn được gì. Ừ. Bóp ra nước nha, nhẹp nè. Đó. Thấy không? Trứng ngốc bu nè bà con à. Gớm không? Này thì bỏ thôi đi. Này thì nếu mà ấp ra nở thành công á, là nửa ký này ấp ra tệ gì cũng phải được trên 3.000 con nha bà con. Trên 3.000 con. Yes. Gớm quá. Thì đây là cái dụng cụ mà bên em mới mua để trang bị cho cái ấp trứng cho cái chú này đây. Thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp cả. Nếu mà bà con mà có cái lượng trứng ít á thì bà con cứ ấp trong thùng xốp. Đây là cái kệ chén nha bà con. Cái kệ chén này là cũng nó có 60.000 thôi. 60.000 bốn cái dĩ nè. Chúng ta mua chúng ta sẽ ship trứng lên thì nó sẽ rất là tiện cho chúng ta. Ở đây nó em ship chồng mình 2 dĩ. Thì một cái dĩ như thế này á, chúng ta có thể để được khoảng ký trứng. Đấy. Thì ở phía dưới này chúng ta để nước thêm thôi. Một cái thùng như này chúng ta chắc được 4 dĩ. Chúng ta trồng lên. Nói chung là nó cũng cái chi phí mà để có một cái thùng ấp như thế này là không cao. Cái thùng mút này là cái thùng 40.000. Cái thùng một cây nước 40.000. Thì bà con nên ấp trứng trong cái thùng để nó giữ được cái nhiệt độ. Thứ nhất là nhiệt độ nè, thứ hai là độ ẩm, và thứ ba là cái chúng ta tránh được cái ánh sáng trực tiếp gọi vào. Đây bà con thấy ở phía dưới á, nó đây có cái lỗ nè.
Thì mục đích mà cái sử dụng chúng ta sử dụng cái kệ chén này á, là nó có cái lỗ. Khi mà trứng nó ấp, nó được ấp, nó già, nó sẽ khi chúng ta ấp tới 14 ngày, 15 ngày nó nở thì sẽ tự rớt xuống luôn. Nó sẽ rất là tiện. Đây cái thùng đây. Nói chung là cái dụng cụ mà chúng ta để ấp trứng á, là nó không có cái gì phức tạp và cũng không có đánh giá không mắc bao nhiêu. Thì hết bốn cái khay này với cái thùng này là tầm 150.000 đổ lại thôi. Nhưng mà chúng ta đã có một cái dụng cụ mà để ấp trứng, nó sẽ đạt cái tỷ lệ nở rất là cao. Thì như bà con thấy ở phía trước đó là cái trứng mà chúng ta ấp một cách sơ sài quá thì nó không nở được. Cái yếu tố mà quyết định cho cái trứng nó nở, thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là môi trường, thứ ba là độ ẩm, và thứ tư là các cái yếu tố bên ngoài. Như em đã trình bày đó là cái chúng ta không có làm sốc cái trứng của con ốc, và chúng ta phải thường xuyên giữ ẩm cho cái trứng ốc. Thì cứ một ngày chúng ta sẽ dùng cái bình nước sạch ra xịt lên. Để bà con xem là cái khay nha. Khay này là cái chén đó. Nói chung là nó có cái lỗ thì khi con ốc nó rớt xuống, nó khi chúng ta ấp trứng thì tới 14-15 ngày thì nó ốc nó rớt xuống. Một cái khay như thế này thì chúng ta để được tầm nửa ký trứng, khoảng 50 ổ. Đây là tổng quan của cái bể ấp nha bà con. Họ thấy đơn giản không? Nói chung là không có gì phức tạp cả. Thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị như thế này là chúng ta sẽ ấp thành công cái trứng ốc bươu thôi. Nhiều bà con thì nghĩ phức tạp. Nói chung là em đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, không có gì cả. Thì bà con cứ làm y như em hướng dẫn thì nó sẽ thành công thôi. Ở tập trước thì em cũng đã giới thiệu cho bà con về cái kỹ thuật để áp trứng rồi đó, bà con có thể tham khảo lại ở các video trước. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi cái video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để cập nhật sớm nhất các cái video mà bên em gửi đến bà con. Thì ở tập sau thì em sẽ tiếp tục với cái chủ video về cái công tác đào ao. Thì bên em đang thực hiện chuyển 5 cái công đất của từ đất cuộn sang canh tác đa canh, đó là trồng cây và tận dụng ao để nuôi ốc. Ở tập sau em sẽ giới thiệu đến bà con tiếp cái tập thứ hai. Thì em cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.